Ngữ pháp ở trong bài số 23 này thì là động từ đi với -si là dạng tôn kính của động từ. Ngoài ra chúng ta có một số cái dạng tôn kính riêng của động loại động từ đó. Ví dụ như mộc tà thì chúng ta sẽ có dạng tôn kính của nó sẽ là tư si đà. Ngoài ra những cái động từ không có dạng tôn kính đặc biệt đấy thì chúng ta sẽ động từ đi với ư si đà để chuyển thành dạng tôn kính khi nói với người trên. Tiếp theo ngữ pháp thứ hai là động từ đi với a ơi ya tuy tà hoặc ha tà. Đây là chúng ta phải làm việc gì đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần ngữ pháp. Về phần từ vựng ơ huy thì là ơ huy nục phim, đây là từ vựng tôn kính. Ơ huy là từ vựng rồi và nục phim là nục khi là tôn kính nhất phim. Tiếp theo xe hoa dưới chân, đây là những phép lịch sự trọng ngoại. Trông mô muôn hoa, đây phần thông tin hoặc phần văn hóa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Hangukin Tunege Dairan, tức là tuổi có ý nghĩa gì với người Hàn Quốc, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái này. Mới sinh ra rồi tuổi vị thành niên rồi người lớn rồi về già thì sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ vào phần hội thoại số 1, đó là Taehwa-il. Đây là các bạn nhìn đây Lee Han ạ và Ji Hoon nữa ạ. Lee Han và Ji Hoon đến, Lee Han đến thăm nhà của Ji Hoon đấy ạ. Thì cái đoạn hội thoại này nó diễn ra như thế nào? Đầu tiên là Chiwon Si chế ga Han, đây là đến nhà người bạn Hàn Quốc, xin các bạn. Chiwon Si chế ga Hankuk Chingu Chipe Choderun Patanande. Ơ đơn Chipe chớm khá nâng cửa chôm cực chân đều. Ạ. Chiwon Si, Chiwon à, chế ga là tôi. Hankuk Chingu Chipe là tới nhà người bạn Hàn Quốc. Choderun Patanande, tôi đã nhận lời mời đến nhà người bạn Hàn Quốc. Nhưng mà Ơrơni Kê xin chớm khá cơ đà thơ, nhưng mà vì là cái việc mà lần đầu tiên đến nhà mà có người lớn Ơrơni là người lớn ạ. Ơrơni kê xí tà Ơrơni ít tà đấy nhá. Anh hi kê hoặc là chán ít xôi, nó chính là cái từ này đấy ạ. Kê là dạng tôn kính của ít tà. Chôm à, hơi một chút cực trông đều à, lo lắng. Kureso vì vậy biết kaji murobogo sipunke istoyo, thì biết kaji là mấy loại, biết là mấy, kaji là loại chúng loại ạ, murobogo là thử hỏi, cô ship ta là muốn, tôi muốn thử hỏi mấy mấy cái. Kê đây là cái ạ. Có mấy cái, isoyo là có. Thì chúng ta sẽ dịch là có mấy cái. Vì vậy tôi có vài cái muốn hỏi bạn, hoặc là có mấy cái tôi muốn hỏi bạn. Chiu nói ạ, oton kê alko shippoyo. Cái gì, kê là cái ạ. Oton là nào, cái gì ạ, cái nào. Al ta là biết. Cô Shippoyo là bạn muốn biết cái gì. Ơ đơn tư kê, ơ đơn là người lớn, tư là những, kê là tới người tôn kính, chúng ta là cụ kê tới ai đó. Ơ tôn son mu là quà tặng nào đó. Từ đi miên chồn cái ô, từ đi ta là biếu tặng. Dạ, nếu mà tặng quà gì cho người lớn thì tốt nhỉ, người lớn thích quà gì nhỉ. Đây, bạn chi hôn bạn tư vấn cho, khuyên cho. Phổ thông bình thường quay đi ná trái cây hoặc là điều su rơ bà ni sơn mua hiểu, sơn mua hiểu đây là tặng quà, bà ni là nhiều, điều su đây là nước trái cây.
Ok, chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Đây là tôi dịch lại cái đoạn này. Cô thông quay đi na, ứng điều số đơn mà ni sơ thu đều. Bình thường ấy thì là người ta tặng nhiều là nước trái cây hoặc là quay là trái cây. Trái cây hoặc là những nước ép ấy. Cứ rơn tê, thế nhưng ơ rơn từ đi ơ rơn từ đi chúa ha si nên cơ sơn mù rơ bồ gô xa ca yếu xa ca phê hồ cứ rơn tê là thế nhưng ơ rơn từ đi chúa ha si nên cơ đây là mù rơ bồ gô mù rơ bồ gô mù rơ bồ đà là thử hỏi cái mà những người lớn thích ấy. Thế nhưng mà thế nhưng hãy thử hỏi cái mà những người lớn thích ấy, và mua đi mua rồi đi dạ. Bạn này bạn tư vấn là nếu nhà ai có người lớn ấy, thì bình thường ấy là hay mua nước trái cây hoặc là nước ép hoặc là trái cây để đến để tặng quà. Thế nhưng có những trường hợp là cũng hỏi người lớn đó thích cái gì và mua đến. Kuriko và Sơn Muron Turinte khi mà tặng quà ấy, Tu Son Uro Turimen Tu Son Uro Turiseo và khi mà tặng quà ấy, Turinte Tu Son Uro Turiseo và khi tặng quà ấy, hãy biếu bằng hai tay. Này, hãy biếu bằng hai tay. Nè, alguesoyo. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Komaoyo. Xin cảm ơn. Ở đoạn này các bạn đọc có hay bị mắc không? Quá. Hơi mắc ạ. Em bị mắc. Thì cũng dài ạ. Đây thầy giáo ngắt đoạn kiểu ngắt nhịp cho các em nhé. Đây này, Chiunsi, Chega, đến đây là ngắt cái. Đó. 한국 친구 집에 조대를 받았는데 어린이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 네. Nếu mà chúng ta mà đọc được nhanh thì chúng ta sẽ là 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 네, 제가 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 네, khi chúng ta đọc chậm ấy, thì chúng ta đọc theo cái vạch xanh. Còn nếu khi chúng ta đọc nhanh thì chúng ta sẽ đọc theo cái việc đó. Các bạn nhá. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 네, 어른들께 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른 들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 여기 các bạn hình dung ra cái ngắt nhịp chưa ạ? Bởi vì những cái đoạn này các bạn chú ý là ngắt nhịp nó mang lại cái cụm từ có nghĩa. Ví dụ như này, ở cái đoạn này chẳng hạn. Đọc cả một đoạn này ấy, thì nó có nghĩa là tôi đã nhận lời mời đến nhà người bạn Hàn Quốc. Được chưa? Hoặc đây ạ, 한국 친구 집에 là tới nhà người bạn Hàn Quốc. 초대를 받았는데 là đã nhận lời mời. Chứ bây giờ các bạn đọc là 제가 한국 친구 집
ê chú tê, xong một lúc sau mới rứt thì người ta không ai hiểu được bạn ngắt nhịp kiểu như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đọc giúp tôi một lượt đấy, từ đầu đến cuối. Và mời Hà nhé, Hà đọc trước nhé. Vâng ạ. Chi hôn si, chê ca Hàn Quốc chín cu chỉ phê. Cho tượng cho tê rừng ba tát nên tê. Ở đưa ni kê si nên chỉ phê. Chơ âm ca nên cơ ra sơ. Cho âm cất chân tuệ ồ. Kê sơ, miết ca chi mô rơ bô cô. Si phân kê ịt Từ 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 Hà ơi, đây là mù rơ chứ không phải mô rơ đâu. U vâng ạ. Mua rơ bô cô si phân kê ịt đấy. ơ tân kê ăn cô si phở ơ rừng tân kê ơ tân sơn mù rừng tư ri miên chỗ ân cái ó phô thông khoai ri na âm lưu su rừng mà ni sơn mù hề ồ kê ơ rừng tư ri chỗ a ha si nên cơ sân mua rơ bô Poco Sakaseo Grigo Sơn Murun Turin Tenen Tu Sonuro Turiseo Nè Alkesoro Kumao. Ok. Mà mời Trang. Trang Nè Chi hôn si che ca Hàn Quốc chinh gu Chi pe Cho te rin Phạt tát nâng te Ơ tư Ơ rư ni Che si rin Chi pe cho khan khan nên khơ ra sơ chôm khơn trong tuệ khư đây khư cước chân đều cơn chân tuệ khư đây sơ miết chi miết ca chi mù rơ bô cô ship ship bình ship bình kê ít sỏi ở tóc kê ăn cô ship bơ không phải là cô chứ mơ ai à. ăn cô shipper ơ ơ dân tinh ơ dân tinh kê ơ ơ ơ tên sơn sơn mù rừng từ đi miên cho cái ó bô thông qua in ri na điều su rừng mà ni sơn sơn môn hèo khư đơn tê ơ rừng ơ ơ rừng đi ơ rừng từ đi Rừng tới rừng từ đi chỗ a ha xin nên cờ sân mu mu rơ bô cô sa sa ca xèo khư đi cô sân mu rừng từ rừng tê nên tu sôn nư rô từ đi sale nè anh kết sale homeware Ok. Mời Ngọc, Ngọc ơi. đây ạ. Ngọc đọc từ đầu đến cuối Ngọc ơi. Vâng. Chi hun si che ca han Hàn Quốc chín cu chỉ p cho thế lần ba tát lần t Tát. ba tát lần t Erni Erikes xin lần chỉ p chơm ca lần ca cơ ra sơ chôm chôm cước cha chơm chôm cước chơm đều Ê. cửa sơ miết ca chi mù rơ pô tô pô cô ship 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 bần kê ít sài ô ơ tất kê ăn cu ăn cô Shipper yếu Wow. ơ đơn tân kê ơ tân sơn
Murun Tri Miên Cho Chốt Cho Chốt Chốt Ân Cao Chốn Chốn Cao Phú Tông Qua Qua In Qua In Rit Qua Irina Ưng Rô Sô Rân Mạn Man Hi Sơn Môn Hề Hiệu Cư Rân Tê Ơ Rân Ơ Rân Tân Y Choa Ơ Rân Tử Đi Ơ Rân Tử Y Tử Y Choa Ha Ri Rân Cơ Cơ Sân Mù Rơ Pô Cô Sa Ca Sê Ô Kri Kri Cô Sơn Mù Rân Tư Rin Tư Rin Tà Rân Tà Lân Tu Tu Sơn Nơ Sô Tư Rì Sê Ô Tu Sơn Nơ Rô Tu Sơn Nơ Rô Tư Rì Sê Ô Tư Rì Sê Ô Nè An Kết Sơ Ô Kuma Wayo Kuma Wayo Kuma Wayo Cảm ơn Kuma Wayo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài này nhé. (23) 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. 23과 어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요. 대화 1 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. 네, 오케이. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai ạ. Bây giờ mời bạn Hà với bạn Trang đóng vai nhé. Nè. Hà sẽ đóng vai Ly Han và Trang sẽ đóng vai Chi Hun nhé. Chi Hun Si. 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떻게 알고 싶어요?
Trăng ơi, trăng ơi. Ơt Đó. tân kê, không phải ơt tất kê đâu. Ơt tân kê. Ừ. Anh cô xếp phải ô. Ơt tân kê. Ơt tân sơn mù rừng tư rì miên chỗ ơn đá ô. Bộ thông qua in đi nà. Ưm đi ô. Trăng này, trăng. Dạ. Bộ thông. Dạ. Bộ thông qua in đi nà. Bộ thông qua in đi nà. Ưm đi ô sư rừng. Mani sơn mu heo kuren te eru erun tuni choa ha se sinen kunsun mura poko sa sakaseo kuriko sơn môn rừng turin te nen tu son nuro kuriseo ne arat ne ak 알았음. 네, 앉겠습니다. 아, 네, 앉겠어요. 고마워요. 네, 오케이. 그다음, 우리가 이제 들어갈 phần từ vựng. Từ vựng đây là từ vựng nói tôn kính các em nhé. Từ vựng nói tôn kính. Thì ví dụ này. Ví dụ có, ngày trước chúng ta học là ít tà đúng không? Đối với từ vựng tôn kính đó là kê si tà. Từ vựng tôn kính là kê si tà. Cái từ này ấy, thì nó đúng trong cái trường hợp là an ninh hi kê xê ô, các bạn còn nhớ không ạ? Quá. Đấy, nó chính là an ninh hi kê xê ô. Nó là ít tà đấy ạ. Cho nên là khi mình nói với người dưới không ai chào nhau là an ninh hi kê xê ô cả. Mà chúng ta nói là chào ít xôi ô. Ở lại vui vẻ nhé, nó thay cho việc an ninh hikeseo. Ví dụ này, các bạn ở trung tâm mà tôi đi về nhà thì tôi bảo với các bạn là sẽ là chanisoyo, tức là ở đây tốt nhé. Chanisoyo. Oh, chanisoyo. Thế thôi. Tiếp theo là chapsushida hoặc là tushida thì đều là ăn hoặc là dùng đấy ạ. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi là dùng đấy ạ. Mời bà dùng. Có thể chúng ta áp dụng với nước hoặc là đồ ăn đều được. Mời bà dùng cơm, mời bà dùng nước đều được. Cho nên là cái tư si tà nó bao gồm cả ăn và uống luôn. Ví dụ em các em hay ví dụ đưa chai nước cho sếp chẳng hạn. Thì sếp bùn tư xeo. Tiếp theo chúng ta có từ thứ ba là chumushida. Chumushida này là ngủ đối với người lớn. Thì chúng ta Anyanghi chumushipsio, Anyanghi chumuseo, nó chính là cái này này. Đó. Chúng ta bình thường chúng ta chúc nhau là chanchayo. Nhưng mà người ta là Anyanghi chumuseo, đấy là chúc người lớn. Tiếp theo là Mansumhatsida. Và nói bình thường chúng ta sẽ là Iaki Hata hoặc là Mai Hata, còn khi người lớn nói chúng ta nói là Masum Hashida. Ví dụ thầy giáo nói lại cho em Tashi Masume Chuseo Masume Chuseo Masum Hata mà. Tiếp theo chúng ta có Phiên Chan Nư Si Đà. Đây là ốm. Và chúng ta như bình thường chúng ta chỉ cần nói là Apayo đúng không? Bình thường chúng ta nói là Apayo. Tiếp theo là Thun Laka Si Đà. Thun Laka Si Đà này, đây là các bạn biết Thun Laka là gì không? Các bạn là đi quay về ạ. Đúng rồi, đây là quay về với các cụ. quay đi chưa? Quay đi ạ. Đúng rồi, quay đi. Vâng ạ, quay đi ạ. Torakata. Đây, ví dụ đây. Đây là trên bầu trời, các cụ của ông này đang ở đây, được chưa? Được chưa?
Và ông này ông ấy đang ở gọi trần gian đây, trần thế đây, được chưa? Như thế này đây, đấy, về với tiên tổ. Là đây là Thulagala đấy, Thulagala. Thêm từ si. Ok, Thulagacita, nói với người lớn Thulagacita. Tức người cái này người ta nói là từ mất đấy. Tiếp theo thư đi đà đây là biếu thư đi đà. Thư đi đà là biếu hoặc là cho hoặc là tặng cũng được nhá, nhưng mà là người lớn. Thét là nhà, bình thường chúng ta học là chip là nhà đấy ạ. Nếu mà nói về nhà của ông nội chẳng hạn là Harabaki thét, chứ ít ai nói là Harabaki chip. Đó. Đối với nhà của người mình kính trọng thì mình gọi nó là thét. Các bạn nhé. Nhiều khi Sơn Trân Ninh thét, chả làm sao cả. Sơn Trân Ninh thét. Tiếp theo là Sơn Ham. Sơn là họ, Ham là tên. Sơn Ham là họ và tên đấy ạ. Sơn Ham. Đây, ông này ông trả lời, ông giới thiệu là Nam Hồng Kim Dung. Đó. Tôi là Hồng Kim Dung. Tiếp theo là Yonsei. Yonsei là tuổi. Đó. Đối với người lớn chúng ta hỏi người ta là Yonsei ga otoke tuyo. Ông này ông trả lời 80 tuổi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho tôi những cái từ vựng này với ạ. Mời bạn Trang đọc trước đi, Trang ơi. Trang đọc trước đi. Nè. Kesita chapsu chapsu sita turita chumusita Em ơi, em ơi, mansun Trang ơi. Ăn là tư si tà. tusita Còn nè tư ri tà là biếu. Nha. tusita chumusita mansun hasita thiên chanusita torakasita turita tech sơn ham dân xê Ok, mời Hà. tesita chapsusita tusita chumusita mansumhasita hiancanusita torakasita turita tek sơn ham dân xê. Ok. Mời Ngọc. Ngọc có không có đây à? Đây đây em vừa đi công việc. Mà em đọc từ đầu đến cuối nhé Ngọc nhé. Vâng. Kesita Chapsu Sita Tư Sita Kumu Sita Mansun Ha Sita Pien Chan Hư Sita Turakasita Turita Tét Sơn Ham Dơn Xê. Em đọc cái chữ nhà là chữ gì? Tét Đây đọc là thét. Thét 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 Nó giống gần 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 giống kiểu thét ý. Thôi rồi, đọc cái được rồi. Đừng đọc là test ạ. Thét Harabuchi test thì không là hỏng. À, chúng ta ưu di đà thì chúng ta biết cách đây ạ. Đối với dạng tôn kính của chủ thể của câu, nếu là danh khi là danh từ thì dùng là n đi với
Y si đã. Còn nếu động từ tính từ không có cụm đáy hoặc cụm đáy là l thì sử dụng là động tính từ đi với si thôi. Ví dụ ca ca tà chẳng hạn thì sẽ là ca si đà nhá. Thế mộc tà thành gì ạ? Mộc tà tôn kính sẽ là gì ạ? Các bạn mộc cư si tà. Trời ơi, đó là tư si tà. Mộc tà nó có dạng tôn kính là tư si tà, cho nên không cộng với tư si. Tư si tà. Được chưa? Hiểu chưa? Đây nhá, các bạn chú ý này. Ở đây là dạng tôn kính của các từ tương đương đúng không? Có, chúng ta biết rồi, có là ít tà đúng không? Thì tôn kính của nó sẽ là kê si tà, chứ không phải là ít ít sư si tà đâu nhá. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ ăn là mộc tà thì tôn kính của nó là tư si tà. Ngủ là cha tà, tôn kính của nó là trung mu si tà. Tức là gì ạ? Nói với người trên mình thì chúng ta sử dụng những từ trên này nhá. Ngoài những từ này ra thì chúng ta là động tính từ khác, ngoài những từ này ra thì chúng ta cộng với ư si tà. Đây ạ. Sa chang nim chi gum kê seo, nói với giám đốc thì phải dùng kê, chứ không phải là sa chang nim chi gum is seo. Được chưa? Cho gum trở nên naga chot seo naga ta thì sẽ là naga si tà. Thì si tà dạng quá khứ thì sẽ thành shot soyo. Được chưa? Tiếp theo câu số 2 này. Tata shie aboji nun khi ga khuseyo. Ai dịch được câu này không ạ? Đây là bố của Tha Tha, bố của Tha Tha. Cao phải không? Không, bố của Tha Tha cao phải không ạ? Anio khi ga chá cư dèo, chắc tà thì không có dạng tôn kính ở trên ấy, thì là đưa đi với ư si đà, mà ư si đà sẽ thành ư dèo. Tuấn si y ốt Cero sasoyo, iyo là cái áo này, cero là mới, sasoyo đã mua. Mới. Bạn đã mua cái áo mới này à? Hay là cái áo này mới mua à? Đúng ạ. Aniyo, khối hang này sơ, khối hang này sơ. Omoniga pone chu sasoyo, tức là mẹ gửi cho nên là pone chu sasoyo. Nha. Thì mẹ ở quê đã gửi cho tôi. Bạn mua một áo này mới à? Không, mẹ gửi ở quê sang ạ. Đấy là cái dạng tôn kính. Bây giờ các bạn hiểu thế nào là cái nào nó đi với ư si đà chưa? Bạn Trang có hiểu không? Có, tôn kính, kính ngữ. Đúng rồi, như này nhá, thầy giáo nói lại như này cho dễ này. Đây là dạng tôn kính của các cái động tính từ ở trên này đúng không ạ? Nhưng nếu mà nó không trùng với những cái từ bên trên ấy, thì nó có công thức là biến tất cả những động tính từ khác ngoài những từ bên trên ấy, thì dưới dạng này nó sẽ là được nói tôn kính. Ví dụ ở trên, ví dụ ca là trên không có thì đi với ca si đà, vì nó không có cụm đáy. Nếu có cụm đáy thì đi với ư. Thế ma si đà, ma si đà thì dạng tôn kính của nó là gì ạ? Ma si đà dạng tôn kính của nó là gì ạ các bạn? Tư seo ạ. Hả? Tư seo ạ. Đúng rồi, nó chính là tư seo. Đúng rồi, chứ không phải là ma si si đà đâu ạ.
nhá. Tiếp theo ít tà thì dạng tôn kính của nó là gì ạ? Ít tà. Đấy, ít này. Ít. Ít tà thì đi với gì ạ? Nó ra thành cái gì ạ? Íp tà thì có dạng tôn kính không ạ? À, các bạn? Cái sale ạ? Íp tà là cái gì ạ? Cái si tà. Trời ơi. Tôi nói thì các bạn không nghe. À, cái si tà nó là gì ạ? Các bạn biết không? À, có. Có đây, có là dạng của ít tà, ít tà. Ít tà thì tôn kính của nó sẽ là kê si tà. Thế ở đây các bạn nhìn đây chú giúp tôi, đây là chữ gì ạ? Đây không phải là ít tà đâu mà là kê si tà. Đây là íp tà các bạn, íp tà là mặt nhá. Nhá. Mặt thì sẽ đi với gì ạ? Íp seo. Đúng rồi, đi với ư si tà. Thì sẽ thành là íp seo, đúng rồi. Vừa nãy ai bảo là kê si tà đấy? Em. Ừ. Chú ý nhá, íp tà thành kê si tà. Còn ít tà là mặt, không phải là ít tà, chứ nó không phải là kê si tà đúng không? Ok, đấy, thế là các bạn cũng hiểu rồi đấy. Tiếp theo chúng ta có một số cái bài tập ở đây ạ. Các bạn hãy chọn cái từ vựng bên dưới để chúng ta cho vào đây và chúng ta làm thành câu ạ. Tôi sẽ ví dụ câu số 1 này. Chinan chumare buhesoyo. Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước? Đúng không? Harmony cái gì đó e Hanyo wasoyo, tức là đi đến địa danh đó là cái gì đó của Harmony. Thì ở đây chúng ta chỉ có chữ thẹp thôi ạ. Đi đến nhà, đúng không? Đi đến nhà của Harmony. Thẹp. À, câu số 2 ạ. Chúng ta ai làm giúp tôi câu số 2 ạ? Hay thầy giáo làm luôn câu số 2 nhé, còn một tí nữa bạn Hà sẽ làm câu số 3, Trang câu số 4 và Ngọc câu số 5 nhé. Sang trang im chung hoặc cua chu xeo. Hãy đổi điện thoại, hãy chuyển điện thoại cho giám đốc giúp tôi. Chi cơm sao vô si dê, ăn kê si đà. Ăn kê xeo. Ăn kê xeo. Chăm căn đá ca sức rồi. Vừa đi ra ngoài một lát. Giám đốc vừa đi ra ngoài một lát. Được chưa? Kê chi ta sẽ thành kê xeo. Câu số 3 làm nào bạn hả? Vâng ạ. Ca chô kì ô tô kê tuệ ô. Gia đình bạn như thế nào ạ? Ở mơ ni ha cô. Thông sen chơ. Xe miêng yếu Apochi nên xe nhân ham ham nhân ham nhân chơ nê tora ca xếp rồi. Ok, bố đã mất từ 3 năm trước. Bố đã mất 3 năm trước. À, câu số 4 mời bạn Hằng Trang này. Ha harmony dân xe kha otoke tuệ xéo. Đúng rồi, ok. John Seca, bỏ y đi. John Seca ở tôi kia tuệ xéo. Là bà. Bà bao nhiêu tuổi? Bà bao nhiêu tuổi? Cái gì? Để làm. In hương ta. In ta. Ta sớt. San y eo.
Ít hơn ta tư sang đúng rồi, ít hơn ta tư sang. Ok, mời Ngọc câu cuối. Yoki, ơn ma yếu. Yoki ở đây bao nhiêu, bao lâu, bao nhiêu? Yoki, ơn ma yếu. Ơn ma yếu là cái gì ạ? Bao nhiêu? Đúng rồi, bao nhiêu? Đúng rồi. Bao nhiêu đây, bao nhiêu gì ạ? Bao nhiêu tiền ấy? Chỗ này bao nhiêu tiền hoặc đây bao nhiêu tiền? Được chưa? Tiếp theo. Masike Tushita. Masike Tushita, nhưng mà vào câu nó thành gì? Tushio. Tushio. Bạn đã dùng ngon chưa ạ? Bibimbap hako kimchi chike nika man won yeo kim bibimbap và kimchi là man là bao nhiêu tiền? 10.000 ạ. Đúng rồi, 10.000, 10.000 won nhé. Đây là man won. 10.000 won. Ok. Đây, bài số 2. Chúng ta sử dụng viết lại cái câu này nhá. Những cái từ như thế này chúng ta viết lại ở dạng tôn kính. Tôi sẽ dành cho bạn là 2-3 phút đến 8 giờ 5 phút. Tôi sẽ gọi ở Trang câu số 1, Hà câu số 2 và Ngọc câu số 3.
Các bạn ơi, bắt đầu nào. Câu số 1 trang nào như nào nhỉ? Ha chok geun oti sarayo? Gia đình bạn đang sống ở đâu? Buongmonimeun goyang e sarayo. Kurigo bố mẹ sống ở quê và anh sống ở Hàn Quốc, thì cái chỗ sarayo này sẽ trở thành gì? Dân sale. Hai. Sai à? Ba sale. Dân sale. Sao dân sale? Tuổi. San này tuổi là sống em ơi. Sarayo sống ở đâu? Chứ làm gì có ai tuổi ở đâu? Salta là sống nhá. Salta sống này bỏ chữ ta đi, thêm đuôi ioyo thành sarayo. Còn cái sal nó là tuổi, khi nó đứng trước một cái số nào đó thì chúng ta mới dịch nó là tuổi, được chưa? Ok. Đấy, chú ý thế nhá. Nào, tiếp theo câu số 2, mời bạn Hà. Anh bang chang nim ge seo? Anio, chokum chone naga siết soyo. Có tổ trưởng ở bên trong không ạ? Không ạ. Đã đi ra ngoài một chút rồi ạ. Quan trọng chuyển nó thành cái gì? Naga siết soyo ạ. Cho nên ấy, cái này sẽ không sử dụng và sẽ dùng là naga. Naga xuất rồi. Nha. Chúng ta sẽ không sử dụng cái này nhá. Tiếp theo, câu cuối cùng ạ. Đây. Ngọc. Cái này chuyển thành cái gì? Ngọc ơi. Dạ. Cái này chuyển thành cái gì em? Em chưa chuyển được. Đây nhá, mình bảo như này nhá. Pata đúng không? Pata là nhận. Đó. Nhận thì đi với ư si tà. Nếu có cụm đáy thì đi thêm ư, không có cụm đáy thì bỏ ư. Đó. Pat có cụm đáy thì sẽ là đi với ư si tà. Thì thành ư theo. Pat ư theo. Được chưa? Cái này em không để ý chứ từ nãy là mình nói có phải cái này từ bài hôm trước đâu mà bảo là không biết. Bây giờ học bài này rồi thì em phải chú ý chứ. Vâng. Động từ đi với ư chi là đó. Có cụm đáy thì đi với ư, không có cụm đáy thì không có ư. Phạt thì nó có cụm đáy thì đi với ư. Và ư si thì trong câu nó thành ư theo. Thế thôi. Ok. Nhá. Ok. Tập trung vào nhá. Học cái gì chúng ta biết cái đó. Cái nào chưa được học hoặc chúng ta quên rồi thì để nó đấy. Học sau. À, chúng ta sẽ vào phần hội thoại số 2. Kawaii, hội thoại số 2. Đây, hai bạn này nói chuyện với hai bạn đây ạ. Adichi, 한국에서 식사할 때, 식사할 때 là khi dùng bữa. 한국에서는 là khi ở Hàn Quốc ấy, khi dùng bữa. 밥 그릇은, 밥 là cơm, 그릇 là bát. Thì 밥 그릇 đây là bát cơm, cái bát ăn cơm ấy. 밥 그릇은 들고 먹으면 안 돼요. Tân là nâng lên. Mộc. Mộc là ăn. Nâng lên và ăn. Nếu mà nâng lên mà ăn ấy thì không được. Ở Hàn Quốc ấy, khi ăn cơm ấy, thì nếu mà nâng bát và ăn cái bát cơm ấy, nâng bát cơm và ăn ấy thì không được. Ăn đều. Ồ, 그래요. À, vậy à.
Muốn lót xôi không? Tôi không biết. Hương lại nói ạ. 한국에서는 식탁에 밥 그릇은 놓고 먹어야 돼요. Ở đây là 한국에서는 ở Hàn Quốc. 식탁에 là trên cái bàn. 식탁 đây là bàn ăn các bạn nhé. 식탁 là bàn ăn. E là lên cái bàn ăn. 밥 그릇은 놓고 tức là đặt cái bát cơm lên trên bàn ăn và cô rồi và mộc cơ ya đều và phải ăn. Tức là ở Hàn Quốc ấy, ở Hàn Quốc ấy là phải để bát lên bàn rồi ăn. Chờ tôi cũng chờ mày nên vào những cái phút đầu tiên ấy. 한국의 식사 예전은 잘 몰라서 한국의 식사 là cái ẩm là cái cách dùng bữa của Hàn Quốc ấy. Dê chơn là cái phép lịch sự. Tức là phép lịch sự khi ăn uống ở Hàn Quốc ấy. Chán vô la thơ khi mà vì chưa biết. Đó, vì chưa biết nên làm sao? Cô sen hết rồi nên đã rất là vất vả, nên cùng tôi cũng rất vất vả. Thế này, ở Hàn Quốc phải để bát lên bàn và ăn. Lúc đầu tôi không biết rõ về phép lịch sự khi ăn uống nên tôi cũng rất vất vả. 저는 아직도 잘 모르겠어요. Tôi cũng chưa biết gì nhiều. 아직도 chưa. 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예전은 좀 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요. Đây là hãy dạy cho tôi, hãy bảo tôi. 좀 là làm ơn. Làm ơn hãy dạy cho tôi. Hãy làm ơn hãy bảo cho tôi. Cái gì ạ? Bảo cái gì ạ? Phép lịch sự khi dùng bữa của Hàn Quốc. Chỉ cho tôi về phép lịch sự khi ăn của Hàn Quốc nhé. 밥에 숟가락은 꽂으면 안 돼요. Là khi mà đây ạ, nếu mà cắm cốt thì là cắm ạ. Nếu cắm thìa lên cơm thì không được. 그리고 và 밥을 먹는데 khi mà ăn cơm ấy. 소리를 소리 là cái tiếng động ấy. 크게 내지 마세요. 크게 내지 마세요 là đưa ra cái tiếng động lớn. Đó, chi ma seo là đừng. Và khi ăn cơm ấy không được phát ra tiếng động lớn. Chạp 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 chạp. Thì đây là cái cuộc nói chuyện của bạn này, bạn ấy bưng bát cơm lên ăn này. Thì bạn Hương bạn bảo là Atip theo cái phong tục Hàn Quốc ấy, theo cái văn hóa của Hàn Quốc thì để bát lên trên cái bàn ăn và ăn đúng không ạ? Thì bạn này ngoài ra là bạn này bảo thêm chỉ cho tôi mấy cái nữa thì là không cắm thìa lên bát cơm này, rồi khi mà ăn cơm thì không phát ra tiếng động này, không phát ra tiếng động lớn này, khi ăn ngậm miệng vào này, các bạn chú ý như vậy nhé. Ở đây có hai từ vựng đó là ưng hà xích sai dê trơn, đây là văn hóa ẩm thực. Một khu mộc tà là đặt lên bàn và ăn. Đây. Một khu mộc tà thôi. Một khu mộc cơ ya tiểu đấy. Nhá. Ok. Bây giờ chúng ta nghe trước. Đề hoa 2. 아디 씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 자, các bạn lưu ý cho tôi mấy cái này nhé. Đây này. Nếu mà làm gì đó thì không được thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nếu mà cắm thì không được này. Cắm cái gì ạ? Cắm thìa lên cơm.
cắm, đây cắm này, cái thìa này lên cơm, được chưa? Thì bây giờ chúng ta ví dụ cắm cái khác nhá, cắm đũa lên cơm, đây là văn hóa Việt Nam, nó không cắm đũa lên cơm đúng không? Rồi không cắm cái gì lên cái gì, chúng ta chỉ thay là chiếc cơm với chữ thìa thôi, không cắm đũa lên đâu đó thì chúng ta đang làm như vậy. Tiếp theo cái này ạ, ne chimaseyo, khuke ne chimaseyo, hoặc là sorry ne chimaseyo. Thì chúng ta lưu ý là chimaseyo là chúng ta nói là đừng làm một việc gì đó, động từ đi với chimaseyo. Đây là khuyên ai đó đừng làm cái gì đó. Ví dụ đừng ăn thì chúng ta sẽ nói như nào? Động gốc động từ này chúng ta là những cái từ mà chúng ta chỉ việc hành động, chỉ việc bỏ chữ ta thôi nhé. Động từ này là chúng ta chỉ việc bỏ chữ ta đi với chimaseyo thôi, là khuyên ai đó đừng làm một việc gì đó. À, thầy giáo lấy ví dụ này. Ví dụ như hand the phone, và ni po chimaseyo. Hand the phone, mani pochimaseyo. Đấy là đừng xem điện thoại quá nhiều. Đúng rồi, đừng xem điện thoại quá nhiều. Hoặc là đừng ăn thì nói như nào? Mochimaseyo. Đúng rồi. Đừng ăn thịt lợn nói như nào? Đừng ăn thịt lợn. Tuy chi cô ghi rất bọc chi ma xe ô. Đấy ạ. Đấy nhá, lưu ý như vậy nhá. Đừng đi sẽ là như nào các bạn? Ka chi ma xe ô. Ồ, ka chi ma xe ô. Đừng đi cùng với Hà. Kachima. Đừng đi cùng với Hà thì nói như nào? Với Hà à? Đừng đi với Hà, nói như nào? Hà ha cô Kachimaseo à? Ừ, Hà ha cô Kachimaseo. Được chưa? Hà nói cách ra ha Hà nhá. Vâng ạ. Hà ha cô Kachimaseo. Ok, thế bây giờ nói là đừng uống bia cùng với giáo viên. Bia Metsu. Bia là Metsu em ơi. Metsu. Bia phải sáu bia. Metsu Matsuda là uống bia. Thế bây giờ nói đừng uống bia với giáo viên nói nào? Metsu. Sơn sinh niêm hà cô mét chu ma si chim ma seo. Ok, thế bây giờ đừng uống bia cùng với giáo viên ở trung tâm, ở trường học ấy. Trường học là gì các bạn biết không ạ? Hakiu ạ. Nhưng mà đang chưa, anh chưa biết xếp ở đâu rồi nhỉ? Em ơi, như này nhé. Thế bây giờ ai là người đừng uống bia cùng với giáo viên? Em. Ừ. Thì em đây là chủ ngữ và ấn rồi, cho nên là tất cả những cái này là phải xếp ngược lại. Được chưa? Đầu tiên là đừng uống bia, được chưa? Cùng với giáo viên ở trường. Hiểu chưa? Hắc kêu về sơ sơ sinh niêm hào cô
맥주 마시지 마세요. Ok, đấy. Làm gì không biết. Thế bây giờ này, đừng uống bia cùng với giáo viên ở trường vào sáng thứ bảy. À, các bạn có nói được cái đấy không ạ? Ở trường thôi rồi, Hắc Kiều sơn sinh nim, Hà Cô, Mẹ Chu. Em ơi, Hắc Kiều ấy sơ. À vâng ạ. Hắc Kiều sơn sinh nim là thành cái gì? Vâng ạ. À chim. À, ô chân, ô chân, thôi yêu in hát kêu ấy sơ. Sơn sinh niên hạ cô. Từ từ hả ơi. Sáng thứ bảy, được chưa? Sáng thứ bảy, thì là? Dùng a chim hay là ô chân à? A chim. Dùng cái nào được nhưng mà phải thứ trước xong mới đến buổi. Vâng ạ. À, thôi yêu in a chim hoặc thôi yêu in ô chân đều được. Nhưng mà em phải đặt cái thôi yêu in lên trước. Vâng ạ. Thôi rồi in ô chân hát kiểu ấy sơ sơn sinh niêm hạ cô mẹp chú mà si chi mà xe ô. Ok. Đấy. Tức là cái câu lúc đầu chỉ là đừng uống bia thôi, xong đừng uống bia cùng với giáo viên, xong đừng uống bia cùng với giáo viên ở trường, xong đừng uống bia với giáo viên ở trường vào sáng thứ bảy. Tức là ngoài thời gian sáng thứ bảy vào thì uống hết, nhưng mà còn đó, còn thời gian còn có mỗi sáng thứ bảy là không uống thôi. Đấy. Ví dụ không uống bia cùng với giáo viên, nhưng không phải là tất cả là không uống, mà chỉ không uống ở trường và chỉ không uống vào sáng thứ bảy thôi. Đấy. Các bạn hình dung ra câu chưa? Trang có nói lại được không Trang? Thế bây giờ chúng ta nghe thêm một lần nữa nhé các bạn nhé. Nghe thêm một lần nữa chúng ta sang phần sau. 대화 2. 아디 씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. đây là cái văn hóa sinh hoạt ạ. Các bạn chú ý phần từ vựng số 2 OVE văn hóa sinh hoạt ạ. Trang hoan gì chưa? Đây các bạn ạ. Xin ba đơn xin cô thử được cả bạn. Xin ba đơn xin cô thử được cả bạn. Đi giày dép vào nhà. Đây là phép bình dự không được ở Hàn Quốc nhá. Đây ạ, xin ban trang, các bạn nhìn ở cái góc này không ạ? Xin ban trang tức là tủ giày đấy ạ. Nhá. Thì ở Hàn Quốc ấy thì không đi giày dép vào trong nhà nhé các bạn nhé. Han sonuro mungeun juda. Biếu quà bằng một tay. Tarireun deulda. Deulda là chính là phủi bụi đấy. Meunchireun deulda là cúi bụi đấy, nhưng mà ta đi lên tơn tà đây là ngồi chung chân, ta lên cô ăn tà ngồi vắt chéo chân, thì những cái này là những hành động mà không được làm trước mặt người lớn ở bên Hàn Quốc các bạn nhé, không đi dép vào nhà này,
không biếu quà bằng một tay này, không ngồi rung chân thì cũng không được ngồi vắt chéo chân trước mặt người lớn. Các bạn nhớ nhớ nhá. Hàn Quốc là như thế đấy. Thì chúng ta sẽ ví dụ như là ở trước mặt người lớn ấy, ơrun ke à ơrun appe so, ơrun appe so, ở phía trước mặt người lớn ấy. Chimba à han ta đi đến tôi miền ăn đều. Trước mặt người lớn này ngồi rung chân thì không được. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Tiếp theo, Pape Sokaragun Kota, trong bài hội thoại chúng ta có cái này đấy, cắm thìa lên cơm đấy. Pakursun Tungo Mokta, Pakursun Tungo Mokumien Andeo, Sorirun Kuke Nera, là phát ra tiếng động lớn. Còn những hành động bên dưới là những hành động nên làm. Kokegun Kokerun Solida, đây là xoay gáy, xoay cổ đấy. Hurin Sukida là cúi lưng. Chairin Yangbohada là nhường chỗ. Yangbohada là nhường chỗ, là nhường nhé. Chari là chỗ ngồi. Yeah. Đây là những hành động không được làm. Thì các bạn lưu ý giúp tôi là những cái này Chu Miên đi với Ư Miên thì nó là án điều. Các bạn hiểu chưa? Không đi, nếu đi giày dép vào trong nhà thì không được. Nếu đưa một tay không được. Nếu ngồi xuống chân thì không được. Nếu ngồi vắt chéo chân không được. Nhá, các bạn hiểu như vậy. Và bây giờ chúng ta mỗi người đọc một câu nhé các bạn. Đọc một từ, đọc một câu từ đầu đến cuối nhá. Đọc một lượt nhá. À, mời bạn Hà đọc trước ạ. Xin ba rin xin cô tư rơ ca tà. Han so nư rô mùn cơ rin chú tà. Ta ri rin tân tà. Ta ri rin cô an tà. Bà bê sút ca rác cân chốt tà. Cốt. Pape sukarakun kota. Pape rusin tun go mokta. Sorirun huke neta. Kokerun tolida. Sorirun sukida. Charirun Giang cô Hà Tạ. Mời Trang, Trang ơi. Xin ba đơn, xin cô tư đơ ca tà. Han sô nư rô mùn cơ nân chú tà. Ta đi nân tơn tà. Ta đi nân cô cô an tà. Ba bê xuất khá rát khân khổ tà. Pháp cư rưng pháp cư rin sun tư cô mặc tà rori rin khư kê nê tà cô kê rin tô ni tà hơ ri rin su ki tà cha ri rin yam bô ha tà. Ok, mời Ngọc ơi. Xin pardon xin cô tân từ rơ. Xin cô từ rơ kata. Han su nư rô mun cơn chô tạ. Ta đi rin tơn tạ. Ta đi rin khô tô an tạ. Pape sukaragun chota kota pap ku
밥 그릇은 뜯고 먹다. 소리는 그게 내다. 고개는 돈 돈이다. 돈이다. 허리는 숙이다. 자리는 장보하다. 오케이. Okay. Bây giờ này, chúng ta sử dụng là cấu trúc câu đó là bỏ chữ ta đi, tất cả chữ ta đi. Đi với ư miền. Ư miền. Hắn tươi ta. Hắn tươi ta. Đối với những cái hành động, hắn tươi ổ. Đối với những hành động không được tốt, còn nếu mà đối với những hành động tốt thì chúng ta tươi ổ, chứ không phải có hắn tươi ổ. Ví dụ đây, xin ba đơn, xin cô thử đơ miên, thử đơ ca miên. Ăn đều. Yeah. Nào, bức hình số 2 thì chúng ta sẽ làm như nào các bạn? Hà, bức hình số 2 à? Vâng ạ. Hàn sô nư rô, mùn cơn ưn, chu miên, ăn đều. Ok, mời bạn khác. Mời Ngọc, ngồi dung chân. Ta đi đơn. Tơ rư miên ăn đều. Tơ là có phụ âm đáy là l thì không có, vẫn là không có phụ âm đáy nhé. Cho nên chỉ là tơ miên thôi. Tơ miên. À, ăn đều. Ta đi rừng tơ miên ăn đều. Ok. À, mời bạn Hà, câu từ vựng số 4 này. À mời bạn Trang, Trang. Trang. Đây. Ta đi đến cô ăn ăn chư miên ăn đều. Đúng rồi, ăn chư miên ăn đều. Rồi mời bạn Hà câu số tiếp theo, từ vựng tiếp theo đây. À bê sút ca ra cân cô chư miên ăn đều. Cô chư miên ăn đều. Cái này cô ta bỏ đi, có hôm nay là đi với ưu miên. Thì đọc là cô chư miên. Tiếp theo mời Ngọc bưng bát cơm lên ăn thì không được. Bắp cơ rư sân tân cô mơ cư miên ăn tuệ. Ok. Tiếp theo Trang. Sorry rin kê cư kê nê miên ăn tuệ. Ok. Tiếp theo mời bạn Hà. Tiếp theo. Cô kê rin tôn ly miên tuyều. Đúng rồi, thuần li miên tuyều, đây là cái mình nên làm. Tiếp theo là cúi lưng, mời Ngọc. Hơ ri rân su ki miên tuyều. Đúng rồi, ok, ok. Mời Trang. Cha ri nân yang bo he miên tuyều. Yang bo ha miên tuyều. Ha. Ha miên tuyều. Chỉ cần bỏ chữ ta đi thôi. Nha. À, ok, chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo. Phần ngữ pháp 2 này chúng ta có động từ đi với a, ơ, ya tùy là, ya tùy là, hoặc là ya ha là. Thì tại sao lại có hai cái này? Trường hợp là ya tùy là ấy, thì là phải làm như vậy thì được. Còn ya ha ta là bạn phải làm như vậy. Tức là này, khi nếu ai dùng ya tuy ta thì đưa ra một lời khuyên cho người ta thêm một cái lựa chọn nữa, còn quyền quyết định là của người ta. Nhá. Ví dụ như là tôi bảo các bạn là các bạn phải học đi. Tôi bắt các bạn phải học thì sẽ là ya ha ta. Công bu he ya tuyo. Công bu he ya heo. Bạn phải học. Nhưng mà các bạn với nhau thì các bạn nói là công bu he tiểu, bạn học đi. Đấy. A ở đây ấy, chính là chia cái động từ này nhá, nhưng không phải là chia mà có chữ yo, yo mà có chữ ya tuy ta.
Đây các bạn thì chú ý đây. 조심해야 돼요. À, 조심 là cẩn thận. Thì 조심해, 조심하다 mà. 조심해야 돼요. Đây là chia động từ nhưng mà chia xong rồi đi với ya dều luôn chứ không phải là đi với yo đâu nhé. Cái a ơ này ạ nhé. Các bạn có hiểu không ạ? Nè. Tức là đi với tuyo nhé. Các bạn nhé, đi với tuyo, ya tuyo. Thì sẽ là đưa ra cho người ta một lời khuyên để người ta lựa chọn thêm, đưa để cho người ta quyết định. Còn ya heo là bắt người ta phải làm như thế. Nhá. Đây ạ. 한국인 집에 갈 때 khi mà đi đến nhà người Hàn Quốc ấy, 무엇은 조심해야 돼요? Thì chúng ta phải cẩn thận cái gì? Nhá. 신발은 신고 들어가면 안 돼요. Cái này vừa nãy ai làm bên trên rồi đúng không ạ? Thầy giáo làm hay sao nhỉ? 신발을 벗고 들어가야 해요. 신발은 벗, 벗다 là cởi, tháo, 고, và, mới đầu là phải tháo giày dép và 들어가야 해요 và đi vào, đúng không? K thì 들어가 thì vẫn là chia thì nó vẫn là K thôi ạ. 한국에서 어른께 지켜야 하는 예전이 있어요. Ở Hàn Quốc ấy thì với người lớn thì phải thực hiện, thì khi là phải thực hiện cái phép lịch sự gì? Có phép lịch sự gì không? 어른들께는 문건은 두 손으로 드려야 돼요. Vừa nãy chúng ta là từ đi đà đúng không ạ các bạn? Từ đi đà thì chia ayo thì nó sẽ thành từ đìa ya đều đó, các bạn nhé. Đây có nghĩa là phải làm cái gì đó nhé, các bạn lưu ý này, phải làm một việc gì đó. Thế bây giờ chúng ta là phải xoay gáy thì chúng ta nói như thế nào? Đây ạ. Nếu là động từ đi với a hoặc là ơ ya thì là học a và hai cái này chúng ta dùng cái nào được, thường chúng ta đưa ra lời khuyên thì chúng ta dùng tươi tà, còn mệnh lệnh của cho người khác thì chúng ta dùng ha tà. Bạn phải ăn, bạn phải đi thì chúng ta dùng là ha tà nhá. Ví dụ như là phải ăn thì chúng ta sẽ nói như nào? Ăn là mập đúng không? Mập và chia a ơ thì là mập ơ. Mập cơ da hiểu. Hiểu. Mập cơ da hiểu hoặc là mập cơ da hiểu. Được chưa? Ví dụ phải mua nói nào? Phải mua. Mua. Sa. Sa là mua. Sa da hiểu. Ồ, sa da hiểu. À, hôm nay tôi phải mua cá, nói là các bạn biết cá là gì không? Xiang sơn. Xiang sơn. Xiang sơn. Xiang sơn. Hôm nay tôi phải mua cá, nói như nào? Hôm nay tôi phải mua cá nói nào các bạn? Nein, sáng sớm saya đều. Hôm nay. À, 오늘 오늘은 sáng sớm saya đều. Ok. Hôm nay tôi phải đi ngủ lúc 10 giờ nói như nào? Hôm nay tôi phải đi ngủ lúc 10 giờ. Hôm nay, 오늘은 today, tôi phải đi ngủ. 자야 돼요. Lúc 10 giờ, 10시에.
연 씨의 오늘은 자야 돼요. 연 씨의 오늘 연 씨의 자야 돼요. 오케이. 오케이. Ở chúng ta sang phần bài tập nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta nối ạ. Nối bức tranh vào, nối bức tranh vào cái từ, vào cái câu tương ứng ạ. Chúng ta xem qua đi ạ. Đầu tiên chúng ta dịch này. Ơ đơn áp phê sơ, ta đi đơn tân miên ản rêu. Nghĩa là gì ạ? Ơ đơn là người lớn, áp phê sơ, phía trước người lớn ấy. Ta đi đơn tân miên. Ăn đều. Chắc người lớn không được dung đổi. Ừ, dung chân đúng không ạ? Thì cái này nối như đây ạ, chúng ta nối luôn. Đây. Cái câu số 2 là gì nhỉ? Các bạn. Ờ, bạn Hà dịch câu số 2 này. Các bạn Ngọc dịch câu số 3 nhé, Trang dịch câu số 4 nhé. Ờ, khi ăn ăn thì không được bưng bát cơm lên ăn. Ok. Khi ăn thì không được bưng bát cơm lên ăn. Đâu ạ? Số mấy ạ? À, số 4 ạ. 4, đúng rồi. Đấy. Tiếp theo bạn là Ngọc sao nhỉ? Câu số 3, Ngọc hay Trang nhỉ? Ngọc ạ? Xin mời Ngọc ạ. Xin pa không được mang giày vào nhà. À, không được vào nhà và không được mang giày vào nhà. Thế là nếu mang giày vào nhà, nếu đi giày vào trong nhà thì không được. Thì không được. Đúng rồi, nghĩa giống nhau không? Rồi chúng ta để cho chính xác một chút thôi. À, tiếp theo câu số 4 thì bạn đang thì thế nào nhỉ? Này, đưa đồ cho người lớn thì không được bằng một tay. Nếu biếu đồ người lớn. Ừ. Nếu biếu đồ người lớn bằng một tay thì không được. Không được. Em dịch đoán nè. Đây này, đơn dân kê tới người lớn hăng su nư rô bằng một tay. Môn cơ đơn từ đi miên nếu mà biếu quà. Ăn đều không được. Làm câu cuối cùng ạ. Bạn Hà làm câu cuối cùng. Vâng ạ. Bưng bát cơm lên ăn là không được. Thấy không? Dịch cái đâu ấy? Hai cái bưng rồi. Hà thì câu nốt câu cuối mà ở dưới này mà. Vâng ạ. Six sa hai te ba pe sốt sút karakun cột chữ nhân ăn veo. Khi ăn bưng. Đấy, ăn bưng cái gì đấy? Trang gì đâu Trang? Khi ăn cơm, khi ăn tắm thìa và bát cơm là không được. Đúng rồi. Khi ăn cơm, khi dùng bữa ấy, cắm thìa vào bát cơm là không được. Ok. Nhầm. Em nhầm câu số 2. Ok đây ạ. Chúng ta chọn đáp án ạ. Nào. Rút đơn kê in sa hàn tê là khi chào hỏi ấy. Khi chào hỏi người lớn thì ở thực kê hiếu phải làm như thế nào? Hơ đi đơn xúc kê ya hiếu phải cúi lưng. Xôn hơn tân cô in sa hê ya hiếu phải đưa tay lên và chào.
như này, xin chào hay là cúi lưng chào. Vâng, câu thứ hai các bạn tự làm xem như thế nào. Câu số 2. Chọn ý mấy ạ các bạn? Ý 1 ạ. Ý 1 ạ. Đúng rồi, Jumbo, Charlie Jumbo. Cái này chúng ta học nhiều chỗ. Ok. Đúng nhầm không? Ok, chúng ta biết rồi. Đây ạ, chúng ta khi mà tuổi có ý nghĩa gì với người Hàn Quốc này? Khi mà tuổi thì chúng ta dùng để xưng hô đúng không ạ? Biết tuổi chúng ta dùng để xưng hô đấy ạ. Và đặc biệt khi mà chúng ta, đây ạ, ở Hàn Quốc cũng thường hỏi tuổi người dù là lần đầu gặp. Khi người nước ngoài lần đầu gặp người Hàn Quốc có những trường hợp ngại ngùng khi hỏi tuổi. Nhưng ở Hàn Quốc việc hỏi tuổi không phải là có lỗi gì cả. Tại sao lại như thế? Vì ở Hàn Quốc sử dụng lối nói tôn kính với người nhiều tuổi và có lễ phép nên phải thực hiện. Cho dù không dùng cách nói tôn kính, không dùng cách nói kính ngữ, nhưng trước mặt người lớn cần có những hành động phải thực hiện. Nó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé. Đầu tiên khen, thì đầu tiên là chờ đến khi người lớn cầm thìa, tức là chờ đến khi người lớn trong cái bữa đó cầm thìa thì mọi người bắt đầu ăn. Cũng như Việt Nam thôi, chờ người lớn ăn cơm thì mình mới bắt đầu ăn. Tiếp theo, người lớn chưa đứng dậy thì chưa đứng dậy. Từ trong mâm cơm thì người lớn trong gia đình chưa đứng dậy thì chúng ta cũng phải ngồi đó. Ăn xong rồi vẫn phải ngồi ở đó. Ở Việt Nam có như thế không ạ? Không như thế à? Nhà bán hàng bây giờ ai ăn trước thì ăn, ai ăn sau thì... Đấy là cái linh hoạt thôi, linh hoạt thôi. Chứ thực ra đối với người già ấy, khi nhà có người già và nói chung là giữ thuần phong mỹ tục ấy, thì đó là như thế. Ủa? Giờ người trẻ thì đơn giản rồi, nhưng mà nhà tôi vẫn thế ạ. Nhà tôi không bán hàng. Ok, bán hàng thì chia ca ra mà ăn như thế. Thân hai người đấy ngồi. Thân này người lọ. Thật ai ăn xong thân này đến mùa. Ok. Tiếp theo đấy là khi ăn nhá. Còn khi uống này, không, cái này chúng ta cũng chú ý khi ăn với người Hàn Quốc, đặc biệt khi chúng ta ăn với cấp trên chẳng hạn. Chúng ta chú ý những cái này nhé. 술은 마실 때, khi uống rượu. Khi uống ấy, khi ăn rồi giờ khi uống. Đó, nhận rượu bằng hai tay, tức là người ta rót rượu thì mình nhận bằng hai tay. Người lớn uống trước rồi mình mới uống. Đấy, để tránh trường hợp người lớn tư vấn. Sếp phải uống trước ạ? À? Hả? Sếp phải uống trước mình ạ? Đương nhiên rồi. Thì thầy giáo, cái này thầy giáo sẽ nói cái cách cho em uống rượu người Hàn Quốc. Khi uống thì xoay cổ sang hướng khác. Tức là khi uống chúng ta cần nghiêng người để cầm chén ấy. Nghiêng người sang bên khác để uống, được chưa? Đấy là cái kiểu của người Hàn Quốc như vậy. Nhưng cái kiểu của người Hàn Quốc này nó khác với Việt Nam như này. Người Hàn Quốc đó là khi mà mình muốn mời ai rượu ấy, thì các bạn phải biết là như các bạn mời miếng ăn ấy, mời thức ăn ấy, đó là bạn gắp cho người ta. Cho nên khi uống rượu là mời ai rượu thì các bạn cầm chai đi, các bạn rót cho người đó và người đó uống hết, thế là mình mời rượu người ta rồi, chứ mình không cần phải uống với người ta, hiểu không? Chỉ cần rót mời thôi ạ. À? Đúng thế. Ví dụ các em mời thầy giáo rượu, đó là các em cầm chai rượu, các em đến chỗ thầy giáo, các em mời thầy giáo, rót cho thầy giáo một chén, thầy giáo uống được cái, bắt tay xong một chuồn, đấy à? Và người Hàn Quốc người ta mời rượu người Việt Nam mình cũng thế thôi. Cho nên là khi uống rượu với Hàn Quốc ấy, khi uống xong thì đừng có dại mà tự rót vào chén mình.
nhá. Cái đấy là tự mình bóp của mình. Cho nên khi uống rượu với người Hàn Quốc ấy, ai mời thì uống, còn nếu không mình cứ tích cực vác chai đi mà mời. Được chưa? Đặc biệt là không được để chém mình có rượu, bởi vì khi có rượu ấy thì người Hàn Quốc người ta mời ấy, thì phải uống hết cái chén rượu ở trong đó thì người ta mới rót thêm một chén nữa để cho mình uống cái chén rượu người ta mời. Hình dung ra không ạ? Các bạn biết cách không ạ? Rồi nhớ nhá, cách đấy chỉ áp dụng với khi đi uống rượu với Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng khỏe, mấy ông uống bia khỏe. Em phải uống khỏe kệ ra. Riêng đi uống rượu với Hàn Quốc hoặc đi uống rượu bia với Hàn Quốc ấy, thì việc mình uống đến đâu ấy thì là do mình chứ không ai người ta ép mình cả. Ở bên cạnh có ông có chị lấy chồng Hàn Quốc, nhưng mà cái anh đấy lại sếp cũ của anh Doanh, rót bao nhiêu uống bấy nhiêu, rót bao nhiêu bấy nhiêu. Còn gì nữa? Mà Hàn Quốc thì uống chén đầy. Vâng. Rót vơi. Mình không biết đâu. Kiểu em không biết là rót người ta uống, mình uống theo. Người ta chén mình chén uống vậy. Sợ thật. Thế thì em không hiểu cái văn hóa uống rượu của họ rồi. Nó giống như kiểu các bạn mời thức ăn ấy, các bạn mời người ta là gắp cho người ta một miếng ấy. Các bạn hiểu chưa? Chứ còn người ta gắp mời mình hay không, đấy là việc của người ta. Đấy là uống rượu với Hàn Quốc là như thế. Nhá. Cho nên nhiều khi tôi đi uống rượu với Hàn Quốc về vẫn cũng quẹo. À, ok, vun gơn lên. 주고 받은 때, đây là khi mà tặng quà hoặc là nhận quà từ Hàn Quốc, từ người Hàn Quốc ấy. Khi biếu quà cho người lớn ấy, thì biếu bằng hai tay, và khi nhận quà nhận quà từ người lớn chứ không nhận quà cho người lớn, nhận quà từ người lớn thì cũng phải nhận bằng hai tay, tự biếu bằng hai tay và nhận cũng bằng hai tay từ người khác cho. Ngoài ra có một số cái khác nữa là khi chào thì cúi lưng này, không hút thuốc trước mặt người lớn nhá. Người ít tuổi hơn hoặc cấp dưới không được hút thuốc ở trước mặt cấp trên hoặc là người nhiều tuổi. Cái đấy là luật rồi. Nếu mà hút thuốc trước mặt người lớn là mấy ông hút thuốc lớn, mấy ông to xó là ông ấy ra vỗ vẹt thẳng danh con, ông hút thuốc. Nhường chỗ cho người lớn ở tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Cái này là đương nhiên rồi, như chấp lịch sự rồi. Nha. Nhưng mà ở bên Nhật Bản và bên Hàn Quốc ấy, thì người ta có một cái phong cách như thế này nữa. Đó chính là những người lớn của họ ấy, thì họ bảo là chúng tôi bây giờ về nhà nghỉ hưu rồi, nhà nước cho tiền ăn, chúng tôi chả phải làm gì chứ nên không mệt. Thế các anh đi làm ấy, những người trẻ là những người phải đi làm ấy, tranh thủ ngồi nghỉ một tí đi, chúng tôi đứng được. Tôi đã từng nhường ghế cho người ở bên Hàn Quốc người già rồi, nhưng mà người ta bảo như thế đấy. Và người ta lại du vai mình xuống và bắt mình ngồi. Người già bên Hàn Quốc là người ta không muốn là người ta làm gánh nặng cho xã hội. Các bạn hiểu không ạ? Cho nên già người ta đi bán rau các thứ đấy. Ok. Và cái phần EBS topic này ngày hôm sau chúng ta sẽ làm các bạn nhé. Ê. Nên thôi. Dạ thầy có học không ạ? Hả? Thưa thầy, tối mai có học không ạ? Thưa các em có muốn học không? Anh nghỉ nha. Thôi nghỉ thầy ạ. Thôi nghỉ thầy. Do này em cũng vậy. Ra trường. Ok. Ok, thế ngày mai với chủ nhật chúng ta nghỉ. Các bạn cũng tranh thủ có thời gian xem lại các bài nhé. Ê. Thú ngủ. Chú man chan bồ nê xê ô. 네, 감사합니다. 잘 보내세요. 네, 네 감사합니다. 짱. 네. 네, 주말 잘 보내세요.